Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HPphotoshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo được cái hiệu ứng cinematic rất là nhanh, trong khoảng 2-3 phút thôi là chúng ta xong rồi. Các bạn có thể thấy đây là kết quả sau khi chúng ta đã làm sau cái tutorial này, và đây là hình before các bạn có thể thấy ha. Với cái hình này, hình stop này, các bạn có thể tìm tải ngay phía dưới phần description và phần mô tả đó, và nhớ click subscribe. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu cái tutorial này ha. Rồi, sau khi hy vọng các bạn đã tải cái stock phía dưới ha, cái link mình đang để ở ngay phía dưới phần description, phần mô tả đó. Thì sau khi mở ra xong rồi, mình không xử lý gì nhiều về cái file raw cả. Xin lưu ý một điều là cái file stock này mình sưu tầm được một bạn chia sẻ miễn phí ở trên group trên Facebook, cho nên là nếu các bạn có sử dụng lại vui lòng không sử dụng cho mục đích thương mại ha. Và nếu các bạn mình quên không có note lại cái tên của chủ bức ảnh này, cho nên nếu các bạn biết thì nhớ có thể là để lại comment phía dưới của mình, mình sẽ bổ sung và mình đảm bảo quyền tác giả của bạn đó ha. Ok, sau khi chúng ta đã có cái stock rồi, các bạn tải xuống rồi ha. Ở đây mình sẽ xử lý một số bước. Đầu tiên các bạn có thể thấy là cái hình cinematic nhìn chung là nó có những cái màu, đa phần là màu xanh, màu vàng, là màu teal, teal orange, hoặc là màu xanh lá cây, hoặc là màu cam, đại khái thế. Một số cái phim ví dụ như là Deadpool này, rồi này nọ, Batman này nọ, các bạn có thể thấy là đa phần người ta sử dụng những cái màu xanh, màu xanh green, teal là chủ yếu. Cái màu teal là cái màu của green và blue đó, trộn hai màu lại, màu xanh lá cây và màu xanh dương nó trộn lại ra màu teal, đại khái thế. Hoặc là một số cái phim khác các bạn có thể thấy ở đây là người ta sử dụng cái màu vàng hoặc màu cam là chủ đạo. Ở đây mình đa phần thì mình sẽ sử dụng cái màu teal và màu orange, tức là màu xanh xanh, nhìn cho nó mát và nó dễ nhìn hơn. Ok ha. Tiếp theo là một số cái hiệu ứng khác, hiệu ứng fade, tức là nó hơi mờ mờ, phần tối đó. Ok ha. Thì đầu tiên việc chúng ta sẽ là làm một cái channel mixer. Chúng ta sẽ click vào cái new adjustment layer và chọn channel mixer. Ở cái channel mixer này các bạn chọn cái preset này, các bạn chọn cái preset nào mà nó có cái độ tương phản cao nhất. Đa phần thì nó rơi vào cái orange hoặc là red, đây mình có thể, các bạn có thể thấy là cái red là ổn nhất ha. Ok, đây sau khi chọn xong rồi, chúng ta đơn giản chọn thế rồi, và ở cái opacity, trong bảng layer nè, bảng layer của cái thằng channel mixer hồi nãy là chúng ta giảm opacity đi. Thì bạn có thể thấy là nó giảm cái giống như là desaturate, tức là giảm bớt màu đi, nhưng mà nhìn nó rất là nghệ thuật. Ok. Rồi, tiếp theo vì đã giảm cái tông màu xuống rồi, và chúng ta sẽ chọn cái curve, tạo một cái lớp curve, cũng new adjustment layer ha. Ở cái phần RGB mình sẽ click một phát vào ngay phía giữa, click vào cái ok ha, phần phía dưới này, cái nút phía dưới này các bạn click và kéo lên chút xíu để chúng ta tăng cái xám lên chút xíu, tiếp theo là ở cái phần màu sáng này thì mình cũng giảm đi chút xíu ở màu trắng để cho nó bớt cái màu trắng đi, để nó chuyển thành xám xám đó. Ok ha. Tiếp theo chúng ta chuyển qua màu blue. Ở cái blue này mình cũng click một cái ở giữa để mình cố định lại. Ok, ở phần phía dưới mình cũng tăng lên một chút xíu. Các bạn có thể thấy khi tăng lên này thì cái màu xanh dương nó sẽ tăng lên, ở phần shadow ha, phần tối thì nó sẽ tăng màu xanh dương lên. Tiếp theo ở phần highlight mình cũng sẽ giảm đi một chút xíu để cái màu highlight này nó ám một chút màu vàng. Tiếp theo chúng ta qua phần green. Như hồi nãy mình nói cái màu teal là nó trộn giữa màu blue và màu green, cho nên là ở đây mình cũng sẽ tăng màu green lên một chút ở cái phần shadow. Phần shadow hồi nãy mình đã tăng blue rồi, ở đây mình tăng green nữa, hai màu trộn lại nó sẽ ra màu teal. Ok ha. Thế là xong cái phần curve. Ở đây mình có thể thấy là cái contrast nó chưa được tốt lắm, cho nên là mình có thể tăng contrast thêm một chút xíu thôi ha, để nó không có khử mất cái curve, cái fade hồi nãy của chúng ta. Ok, vậy thôi. Các bạn có thể thấy là đây nó có hiệu ứng khá ổn rồi. Tiếp theo để cho nó trông nó có hiệu ứng gọi là cinematic hơn thì mình sẽ add một cái flare. Ở đây thì mình sẽ chọn cái nào đấy, cái lens flare nào đó nhìn cho nó cine tí. Ở đây mình chọn cái cuối cùng, mình sẽ click và kéo vào đây. Nếu các bạn sử dụng sử dụng phiên bản Photoshop mà dạng là portable á, thì các bạn sẽ không kéo thả được, thì các bạn thể vào file và chọn Flash ha. Ở cái Flash ở CC 2015 trở lên nó sẽ tên là Flash Embedded, hoặc là nếu các bạn sử dụng là CC 2014 trở xuống thì nó sẽ là Flash thôi. Chọn Flash và chọn tới cái lens flare các bạn muốn ha. Mình sẽ tăng lên chút xíu, Ctrl T và kéo giãn nó ra, nhớ giữ phím Shift. Sau khi xong rồi, có thể là những cái nút tròn này, những cái flare này đang bên này thì mình sẽ click chuột phải ha, và chọn là flip horizontal để nó lật ngang lại đó. Click Enter. Và đây các bạn sẽ chọn là cái blending mode cho cái lens flare này là screen, để nó bỏ hết tất cả những cái màu đen đi và giữ lại cái flare thôi, những cái nguồn sáng đó. Thì đây mình sẽ để ra bên này, để đây mình sẽ tăng cái size này lên chút xíu nữa, nhớ giữ phím Shift ha. Ok, thế thôi. Mình sẽ di chuyển nó vào đây, ví dụ như là góc này ổn. Sau khi xong đấy các bạn thể thấy là những cái tia này nó hơi thừa, cho nên là mình sẽ tạo một cái layer mask. Click vào đây ha, click vào đây nó sẽ tạo ra một cái layer mask giống ở dưới. Thì mình sẽ sử dụng cái brush màu đen, click chuột phải. Cái phần hardness thì mình sẽ để là 0%. Opacity giảm xuống một chút xíu, flow cũng tương tự vậy, khoảng cỡ mấy thôi tùy các bạn. Ta click vào cái phần này, bôi và nhớ là chúng ta bôi vào cái phần layer mask ha, để chúng ta khử bớt những cái vùng mà chúng ta không muốn hiện ra, chỉ để lại một chút thôi. Ok, sau khi xong rồi các bạn sẽ tạo ra một cái lớp gọi là cái noise. Thì mình sẽ tạo nhanh bằng cách như sau này, Ctrl Shift New, tạo ra một layer mới, chúng ta click OK. Ở layer này thì mình sẽ fill nó một cái màu xám, có thể vào edit chọn fill hoặc là Shift F5. Ở cái content các bạn chọn là 50% màu xám, click OK. Sau đó các bạn sẽ vào filter này và noise, chọn add noise. Ở đây các bạn tăng giảm lên thông số cho nó vừa ý. Mình cảm thấy đây là khá ổn, là tùy thế ha, không cần nhất thiết phải đúng cái con số đâu. Sau khi chọn tạo xong noise rồi chúng ta sẽ chỉnh nó sang là soft light. Thì đây các bạn thể thấy là chúng ta tạo ra được một chút noise đây rồi. Ở cái lớp noise này thì mình sẽ cho nó blur đi một chút xíu, Gaussian blur để cho nó mềm đi chút xíu. Ở đây mình sẽ chỉ sử dụng là 1 pixel hoặc là 0.5 pixel thôi, 0.5 pixel. Ok. Rồi, sau khi xong rồi chúng ta sẽ crop nó lại theo đúng cái tỷ lệ cinematic ha. Thông thường cái tỷ lệ nó là 2.35 và 1, hoặc là các bạn sử dụng là 3:1 hoặc là 5:3 hoặc là 16:9 tùy. Đa phần cái form ta dễ dùng nhất là 2.35 và 1 hoặc là 2.4 và 1 tùy. Ở đây mình sẽ di chuyển nó lên chút xíu. Ok ha. Nhớ tích chọn là delete crop pixel ha. Lấy cái để cho nó mất hết những cái kia đi. Sau khi xong rồi các bạn thể thấy là đây khá ổn đấy ha. Chúng ta sẽ bấm Ctrl Shift E để chúng ta gộp hết background lại. Vì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái viền đen ở trên và dưới. Chúng ta sẽ vào Edit và Image và chọn Canvas Size hoặc là Alternate Ctrl C. Sau đó chúng ta ở cái phần hay này, phần chiều cao này, chúng ta sẽ tăng nó lên. Tuy nhiên ở cái phần unit này, tức là phần đơn vị đó, chúng ta sử dụng là percent, tức là phần trăm ha, để nó không có bị ảnh hưởng tới cái kích thước của các bạn. Tại vì có thể là hình các bạn nó sẽ to hoặc là nhỏ tùy, chúng ta không có chỉnh được cái đó, không cố định được cái đó, cho nên là chúng ta sử dụng percent phần trăm đó. Ở cái phần 2 này mình sẽ tăng nó lên khoảng cỡ 35%. Ở cái phần Canvas Extension Color thì chúng ta sẽ sử dụng là black, màu đen ha, tạo viền đen và click OK. Đó, nó sẽ tạo ra cái viền trắng trên dưới này, mở rộng thêm ra. Và đó là chúng ta đã có một cái hình cinematic rồi. Rất là nhanh ha. Nãy giờ có thể là khoảng cỡ 5 phút là xong được cái hình này rồi. Ở đây mình sẽ cái action này, cái bước làm mình có thể là take một cái snapshot. Ở đây là nãy là mình làm, mình bỏ này đi. Đây là trước này, đây là sau. Đây là trước, đây là sau. Rất dễ thực hiện ha. Rồi, ok, các bạn đã theo dõi YouTube này. Nếu các bạn thích nhớ để lại subscribe cho mình ha, để lại subscribe hoặc là để lại comment phía dưới, click like video này và share. Cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở cái tutorial sau. Bye bye.